Xin kính chào tất cả các bác yêu lan rừng. Hôm nay có thời gian rảnh một chút, tôi lại vào cái vườn nhà tôi ghi hình cho các bác. Tại vì thời gian vừa qua thì do tôi chuyển nơi ở cho nên là có quá là nhiều công việc để mà làm. Đấy là cái công việc chính, tôi nói công việc chính đó là chăm sóc và vận chuyển và chăm sóc những cái giò lan này để cho nó gọi là hồi sinh tại một cái nơi mới, nơi tôi đang ở đây, nơi tôi vừa chuyển đến đây. Thì hôm nay rảnh chút lại có thời gian ghi hình cho các bác một số cái cây lan nhà của tôi. Thì video này để cho các bác tham khảo thôi, chứ chẳng phải khoe mẽ gì đâu. Gọi là vườn lan nho nhỏ, nó chẳng to tát gì đâu mà khoe mẽ. Tôi biết là nhiều bác rất là có những cái vườn lan rất là lớn hơn tôi, nhưng mà tính tôi là thích làm video clip chia sẻ hình ảnh cho mọi người. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là muốn giao lưu với mọi người. Thứ ba nữa là tôi muốn YouTube lưu trữ những cái hình ảnh của những cái cây lan yêu quý này để cho tương lai chúng ta xem lại, hoặc là bản thân tôi xem lại, nó cảm thấy nó rất là thú vị. Tại vì nó giống như là một khoảnh khắc ở trong quá khứ của chúng ta, khi chúng ta hoài niệm lại thì xem những video này rất là thú vị. Thì tôi xin được ghi hình một số cây lan trong vườn nhà tôi. Đây gần như là 98-99% là những cái cây lan tôi vừa gọi là trồng lại, ghép lại. Thì nó chưa mọc rễ nhiều đâu. Đây, ở đây có cây phi thiệp, nó có thể được coi là đến thời điểm này thì nó được coi là một cái bông xuất sắc nhất trong vườn của tôi. Tôi xin nhắc lại là xuất sắc nhất trong vườn nhà tôi nhé. Còn đối với mọi người thì có thể nó chẳng là gì, nhưng mà đối với tôi thì nó khá là đẹp rồi. Và có thể nó cũng giá trị nó cao hơn bình thường một chút. Đây, như các bác đang thấy là bông nó thuộc dạng xước, mắt xước đây. Và cánh nó gọi là hơi ám. Này, bông này thì rõ hơn này. Bông này cánh gần như là trắng, nhưng mà vẫn còn một ít tím thì chúng ta gọi là ám. Đó. Hay tóm lại chúng ta có thể gọi cái cây này đó là hồng, thì gọi là xước ám. Xước ám. Hiện tại thì nó còn vẫn còn đang màu hồng nhạt nhạt này. Không biết là gọi hồng xước có đúng không, hay là ám xước đúng hơn. Tại vì cái sắc thái này có thể một vài hôm nữa nó có thể thay đổi. Tạm thời tôi cứ gọi như vậy. Đây là cái mắt của nó. Thì chính vì là cái cây này nó không hiện tại nó không có mầm. Đây. Ở gốc nó không có mầm. Cho nên là tôi cũng không dám chia sẻ lại cho các bác. Tôi phải ghi cái tên thẻ lại để sang năm hy vọng nó có hoa như vậy tiếp, để tôi còn nhớ. Bây giờ để chia sẻ lại cho các bác thì không có mầm thì nhiều người sẽ không thích điều này, và tôi bán thì nó cũng có vẻ là không được ổn cho lắm. Thì thôi, tôi để trồng chơi nhé, mong các bác đừng hỏi mua. Bác nào muốn mua thì tôi vẫn bán hàng những hàng khác, hàng bình thường. Còn bông này bông đặc biệt tôi đã lấy lên vườn rồi, tôi để trồng. Ví dụ có những cái bông nó, những cái nụ tới này nó sẽ có hoa rất là nhiều, đa số là phi điệp nha các bác nhé. Thì bạn nào muốn mua phi điệp hãy đến số nhà 39 ngõ 2 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây, cái bông này cũng khá đẹp đấy. Nhưng mà nó chỉ có mỗi cọng này các bạn. Đấy. Đấy. Những cái thân như vậy thì tôi chẳng bao giờ tôi bán cho các bác làm gì. Để đấy, một là chơi, hai là
để nhân giống sang năm. Thì chia sẻ một chút hình ảnh một số bông hoa phi điệp là như vậy. À đây, đây còn một cây nữa đây, một cây nữa chuẩn bị nở đây. À, bông này nhìn nó cũng thâm thâm, chả biết sắc thái nó như nào. Hiện tại nụ nó đang cũng thuộc dạng thâm thâm nâu nâu, nó thuộc dạng tím thì đúng hơn, nhưng mà nó thiên thiên về màu nâu một chút. Chắc là mai kia cũng nở rồi, thôi bỏ qua. Thì hiện tại đang có 3 cây nó đang có bông như vậy, còn lại thì đa số là nụ. Thì cái tiêu đề video clip này thì các bác cũng đã biết, các bác nhân giống hoa lan thì các bác cứ yên tâm là các bác cứ để vuốt trong hộp như vậy nó vẫn sống, chứ không nhất thiết các bác cứ phải chăm sóc nó này nọ. Tuy nhiên chăm sóc nó thì không phải là không tốt. Tôi nghĩ nếu mà bác nào không có thời gian ấy, thì các bác cứ vút đấy, lâu lâu tưới ẩm cho nó một tí thì nó vẫn sống bình thường các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy này, đây là những cái ki nó mọc ra từ những cái thân già tôi để nguyên trong hộp này. Đấy. Tôi cũng đã từng làm một số clip về những cái video này, video về những cái thân cây như vậy rồi đây. Nó lại có 3 cọng tôi lấy ra tôi để trên này, còn ở dưới nữa tôi chưa có thời gian tôi lọc ra, còn rất là nhiều đấy. Các bác không tin thì các bác sẽ nhìn thấy những cái ki này nó có màu rất là trắng này, tại vì nó không có ánh sáng mà nó bị núp ở dưới đây. Đây, rất là trắng, nó mọc ra không có ánh sáng nó sẽ bị trắng như vậy. Đây ở dưới còn rất là nhiều nữa đây. Tại vì thời gian vừa rồi thì tôi không có thời gian để lọc những cái này và đưa lên giò để trồng, cho nên là nó mọc ra rất là nhiều. Tôi để một thời gian nữa tôi sẽ mang lên giò ghép, rồi khi nào thành mầm phát triển khá tốt thì tôi sẽ chia sẻ lại cho các bác. Đó. Thì ý của tôi ấy, tức là bác nào ấy, mà muốn ươm ki ấy, thì nó cũng dễ thôi, nó không phức tạp như các bác nghĩ đâu. Các bác cứ nghĩ là phải chăm sóc thế này thế kia thế nọ, cái lọ cái chai, nhưng mà thực ra thì nếu các bác để khô thoáng và đầy đủ ánh sáng, lâu lâu tưới ẩm một chút thì càng tốt. Thì như của tôi là không cần tưới ẩm này, tôi gần như là không cần tưới ẩm tí nào luôn mà nó vẫn mọc ra bình thường. Thì tôi khuyên các bác là nên tưới ẩm một chút thì nó tốt hơn, thì nó vẫn mọc bình thường nha các bác nhé. Các bác không phải lo lắng về cái chuyện ươm ki là nó bị hỏng này nọ, trừ khi nó không còn mắt ngủ. Không còn mắt ngủ thì khả năng lên ki nó rất là thấp, thậm chí là không lên. Đây ví dụ những cái cọng này này, đấy, không còn mắt ngủ nào hết, nó chẳng lên luôn. Hoặc là trong tương lai nó cũng lên, tôi cũng chả biết được. Tôi hút đấy, khi nào nó thối nó hỏng, nó bẹp rúm bẹp dí, sờ vào mềm nhũn, giống như cái cọng này chẳng hạn, thì tôi mới có thể là vút đi. Đây, như cái cọng này là hỏng này. Đấy, qua đây tôi nói luôn là không phải 100% cây nào nó cũng lên ki nha các bác nhé. Có những cây mà chúng ta không thể phát hiện được nó bị thối nhũn ở trong mất rồi. Đấy, ví dụ như cây này, bây giờ sờ tôi không biết là nó mềm nhũn hết rồi. Đấy, đấy, cọng nào mềm nhũn từ gốc đến ngọn luôn. Thì như cái cây này chúng ta có thể vút đi được rồi. Các bác mang về làm cải thiện bữa ăn thì bạn nào mang về cải thiện bữa ăn thì tùy, tôi không cấm. Nên có làm sao tôi không chịu trách nhiệm nhé. Đấy, ví dụ một cái cọng nhỏ như vậy nó vẫn lên mầm này, để tôi lấy ra đây cho nó rõ ràng. Đấy. Đó. Cái cọng chưa được 1 gram, thậm chí nó khô đâu này rồi, nó vẫn mọc bình thường. Đấy. Ở đây tôi không có thời gian nhiều, tôi còn không cắt ra, chứ nhiều bác là khi ươm ki các bác sẽ cắt ra, thì lúc đấy các bác sẽ được nhiều mầm hơn, nó sẽ nhân giống lên rất là nhiều luôn. Thì cách đấy cũng khá là tốt. Đấy. Video clip của tôi chỉ muốn nói lên rằng là khi ươm ki các bác đừng lo lắng quá, không nhất thiết là cứ phải ngày đêm chăm sóc nó như là chăm sóc những cái cây bình thường đâu. Không nhất thiết phải như thế, các bác cứ quẳng đấy một thời gian
Trời ơi, cái này bị gãy rồi. Tiếc quá. Một thời gian nó khác mọc mầm lên hết. Đó, đây này, ví dụ cái này nhìn một cọng tong teo này nó vẫn lên một cái ki ở ngay ngọn. Đó. Chỉ cái tận gốc kia còn rất nhiều mắt ngủ nó không lên. Đó. Cái này cũng không biết trước được điều gì. Thì cũng có một số cây nó lên hoa ở những chỗ chúng ta ươm ki, nhưng mà hình như là trong số này không có, hoặc là tôi chưa thấy thấy cái ki nào nó như vậy. Đây ví dụ như cái này nó bị thối này. Đấy. Cái ngọn này nó bị thối này, ta vút đi này. Không nên để trong đây, tại vì khi nó thối nó sẽ lây lan ra. Đó, cái mục đích của cái video clip này nó chỉ có vậy. Muốn nói với các bác rằng là khi các bác ươm ki phi điệp, các bác không phải lo lắng gì nhiều. Không cần phải là giá thể là những cái gì, hay là chúng ta cho những cái gì vào hộp để giữ ẩm. Tuy nhiên tôi không phản đối các bác về những cái vấn đề đấy. Ý tôi muốn nói các bác không nhất thiết phải như thế. Cứ để như vậy nó vẫn mọc bình thường thôi. Nếu các bác giữ ẩm được cái phần đáy, ví dụ lót vỏ thông hay là lót rêu hay cái bất kể cái gì nó giữ ẩm thì càng tốt. Thế nhá, ý tôi là như vậy nhá. Một số bác sẽ vào chém gió là tôi phản khoa học này nọ. Đấy, tôi phải nói trước như vậy. Thì các bác không phải lo lắng quá về cái vấn đề ươm ki. Vì khi chúng ta ươm nhiều nó tỷ lệ mọc nó cũng sẽ cao hơn. Ươm ít thì tỷ lệ mọc nó cũng sẽ ít hơn, thế thôi. Và tất nhiên mắt ngủ còn nhiều nó cũng sẽ được nhiều hơn. Đấy. Đây, ví dụ cái cọng này tôi cũng vút vào đây. Nhưng mà đến bây giờ nó khô, tong teo hết rồi. Tôi phải nhắc với các bác như vậy tại vì là một số bác sẽ tôi chỉ lo lắng về cái vấn đề nó bị thối nhũn khi các bác tưới nước nhiều quá. Nhiều bác mới tập chơi lan ấy, không biết cách ươm ki chẳng hạn ấy, thì các bác đấy sẽ lo lắng và tưới nước nhiều quá thì sẽ làm thối nhũn đi, lúc đấy nó còn tệ hại hơn là chúng ta để khô. Thà chúng ta để khô như vậy rồi khi mọc ki lên chúng ta sẽ mang lên giò chăm sóc, hoặc là các bác cất vào một nơi nào đó giữ ẩm để chăm sóc tốt hơn, thì như vậy thì nó sẽ được hiệu quả, khá là hiệu quả. Tuy nhiên cái cách của tôi chỉ để tầm như này thôi, khi nó mọc mầm ra như vậy thôi, còn các bác không thể để trong hộp như này mãi để cho nó sống mãi trong này được. Đấy. Khi nó là mọc mầm như vậy ấy, các bác có thời gian các bác sẽ mang ra và các bác mang lên giá thể trồng ngay, hoặc là chăm sóc theo một cách nào đó để nó giữ ẩm tốt hơn thì nó mới phát triển tốt được. Đó. Thôi, có lẽ là clip của tôi đến đây là hết, huyên thuyên nhiều quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái clip tiếp theo về lan rừng. Ô, cái bông này nhìn rất là dị nhân, sắp nở rồi. Nắng mai là bung. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của tôi.